Rồi bây giờ bữa nay đây mình có cái bộ lèm của anh Gió đây. Bộ lèm của anh He, tại vì bộ lèm của anh Gió nó tụt lâu ha. Cháu lèm nha anh em. Anh em mình luộc từ nãy giờ rồi nha. Lòng là mình nước sâu lên, chờ nước sâu khoảng 5 phút là mình vớt bằng ngâm nước đá nha. Mình cũng học theo công thức của anh chị cô chú vậy thôi. Chứ còn cái gan rồi cũng họng rồi mấy kia là từ từ mình vớt sâu, mình vớt cái lòng trước. Ủa sao dài vậy ta? Anh Trạng có nuôi con gì cũng làm thịt luôn, vợ cho làm thịt hay? Thịt luôn á. Vợ làm vợ đêm nào anh làm thịt cho em từ lâu không? Nấu cháo á. Trộn cho nó lạnh cho không để nó. Vợ đêm nào làm thịt chứ lắm trời. Nó giỡn thôi chứ. Chuyện này mình nói mà. Thấy chưa? Rồi cho anh cho gạo vào ăn ha. Con cho gạo vô canh vừa đủ chứ để nó. Nó đẹp quá chút. Nè anh em nãy thấy cái sao mà rút cái sòn tù rồi. Dữ ta. Quá trời. Bá đạo cái sòn á. Sòn là sòn lắm tách ra ngày xưa á. Chưa? Đi về. Đồng tổng ra chút rồi vớt ra mập ơi. Coi thử mình làm có đúng theo công thức của anh chị không? Mình sẽ thấy là mình không đẹp bèn ha. Từ từ nó tránh ra, nó đá nó tránh lại ra. Lạnh rồi, nước vẫn còn lạnh. Giảm ra đây. Thấy có lèo mè. Còn gì nữa mập? Bao tử luôn à? Vô luôn. Thì nó giòn luôn, mấy cái này là da nó giòn. Còn nửa cái đâu mấy anh, chứt luôn. Gia vị Vũ cho gia vị vô. Đang hết cái cấu luôn rồi, nó ngọt không vô đó Vũ ơi. Cái đây nó còn xong cháo. Dạ còn ở đây sao đây Vũ? Từ từ chút, từ con gia vị xem là thay đổi đó vô. Đây nó sau đây là gia vị xem là mình đổ huyết vô đúng không Vũ? Đúng rồi. Quậy ra. Nó sẽ lên màu đen. Mắm vô mập. Cho miếng mắm đi vô. Mắm này là mắm nhỉ. Đây mình em mình nha. Mắm này nên thôi y bà luôn. Rồi. Rồi đổ huyết vô con quậy luôn chút. Rồi. Dạ dạ ăn đã đến giờ ăn đã đến anh em ơi. Giờ ăn theo người tới giờ ăn nha anh hai. Sao lúc đầu giờ ăn sao giờ ăn? Nói hai tiếng tiếng rồi. Thôi anh em mình có làm ở quê mình là vậy nha anh em. Khó quá không thấy được luôn. Ồ, đen thủi thường luôn. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube Sơn Dược Vlog ơi, anh em ơi. Tôi gì cười tha biết ta. Bạn xạo. Ông dĩ lèo để ai dám ăn. Anh em ơi nhìn hả. Anh hả em nè, anh có một cái món này nha bạn. Làm heo xì điếu gan các kiểu nha. Cảm ơn đó, đưa lên cầu cảnh cảnh ha chú. Anh Hải bữa nay anh không không nên gọi anh Hải là anh Hải nổ nữa. Bữa nay đặt anh Hải là Hải gì ta? Thánh Nói Láo. À, đổi tên thành Thánh Nói Láo nè. Giang danh thiên hạ nữa. Giang danh thiên hạ. Anh Hải anh chưa một lần nói láo. Chưa một lần nói láo bao giờ. Ở nhà áo em chưa mặc lần nào mà. Hôm nay thì anh em mình đã thiết kế là cháo lòng nè. Món cháo lòng là món truyền thống ở quê mình nè. Đây anh em xem nè. Đấy. Con cháo lòng nè. Cháo lòng đây không có mà heo mà. Cái màu đỏ đen đen nó đây là cái huyết. Huyết lòng của con heo mà. Ăn sáng là món số 1 nha. Món đấy cũng gọi là gian danh thiên hạ ở quê mình nè. Hôm nay thì có một trò chơi thú vị nha các bạn. Sẽ có 1, 2, 3, 4 anh em tham gia. Hai người một đội nha. Rút xăm. Ông nào mà cây dài một phi, cây ngắn một phi. Một người quay, vòng quay. Đó. Vòng quay thì anh em mình có đây nè. Đây là cái dĩa làm nha các bạn. Đây, còn đây tô cháo nha. Đó. Như Trạm một mình, Trạm ăn được mấy tô này? Cỡ 3 tô. Cỡ 3 tô. Và đây là một dĩa làm nhỏ nha. Đó, còn xung quanh là những con cò xanh nè, con cò đây, con cò tri nè, đây là con cò ma nè, và đây là con vạc nha các bạn. Đó, anh em quay vô trúng cái con gì thì anh em lụm con đấy thôi, đơn giản thôi. Okay. Đội nào mà ngồi đủ cuối cùng nha, là người đó sẽ được thêm một phần thưởng đó là 500k. Ôi, còn hôm nay thì anh em mình muốn ăn được cái gì vô nào thì anh em lụm đấy thôi. Đơn giản vậy thôi, bắt thêm nha. Vô đi. Để bưng đây qua đây nữa. Mời anh em cắt đồ phía sau đi. Đây là hình xui mày rủi nha, mời anh em nha. Rồi, giấu nha. Mời. Lý nè, vô em muốn gì với ai vậy? Ai cũng được. Ai được, vâng, rút một cây. Giang danh thiên hạ, ai nữa? Hãy. Giang danh thiên hạ, trẻ không? Trẻ làm giấy cầu nguyện nè. Rồi, Tom. Mời anh em đưa hết cây lên đây thử ai một phi nè. Đây, trẻ không? Cái nào quê trẻ nè, cái ông nào quê trẻ không? Ôi, anh Hải quê trẻ nè. Và Vũ với Toàn là một đội nè. Ôi cũng lâu rồi chưa thấy hai anh em một đội nha. Khó. Thánh Nói Láo và Thánh Sợ Rắn một đội nha bạn. Thánh
thánh mập là thánh thánh ốm một đầu nha. Gian danh thiên hạ, anh là phải gian danh thiên hạ. Bây giờ hai cái, một là quay, hai là em chọn cái nào? À, cái tay mà anh biết rồi. Chắc hơi nhuyễn xíu á. Nhuyễn á. Em đang yếu hơn anh. Đó là thật sự. Cứ cháo cái việc cháo để anh, để anh luôn. Còn rồi, quay là vô cái à, mời anh muốn vô cái ai hay là vô đây? Rồi, nhưng mà đang nhiều. Thời gian hồi ý đã hết. Ai là người quay đứng ra trước nè. Ai là người ăn đứng ra về sau nè. Ông cháo ông ngàn với chú Hải đi. Rồi. Mời. Gian danh thiên hạ. Mời vô mập. Quay anh trước. Mời. Ừ, anh Đức. Mà anh Đức đi. Ừ, anh dứt thôi. Không, lụm cái đây đi. Đường nào cũng vô cái thôi. Rồi, cái đây. Lụm đó. Cái đây với cái này. Ở bên kia cũng được, dạp bên kia. Không, lụm cái tờ trước ra tính xe. Tao gì? Chào. Chào. Chào, chào. Quậy rõ ràng cái mà kêu vậy vậy đó. Tiền. Không, mà một chén. Mi gì cũng được vô. Chén cũng được chứ. Cho tiền được rồi. Quan trọng là tiền trước cái chi sợ cứ. Mời tất cả anh em ăn. Trời ơi, thôi chi. Khởi động vậy cũng được anh ơi. Ngon á. Em nói này này với toàn mắm vị và tím nha bạn, một ăn hiền thấu của ai anh em mình đó. Ở nước mắm vị chắc anh em không cần gia vị nha. Chế. Ồ, đó. Ồ, sương mắt. Nhưng mà chẹp nó anh với toàn cái son trá đó. Toàn yên tâm đi. Ông trẹo quay rồi, quay cũng ăn tôi rồi chứ không có hơn đâu. Giỡn. Còn quay ra quay mà quay vô tiền nữa chút nữa anh em mình táo còn đi chặt chặt chút chứ quay cháo đây là đi leo leo người cho mát chút không một cây mà anh mà gần bế bụng ra mà quay vô cháo nữa ta mở luôn. Ừ, quyết ngon. Sao là cháo sao tất tiếng mà chén rồi bỏ dài ăn thôi. Wow. Đó ngon chén không cần gia vị luôn, chén mắm riêng của mình là mình chấm thoải mái anh em. Rồi thì cứ chia ra nè. Ừ. Còn cái đây còn đang là một cao thủ ăn nước nè, anh Hải cũng là một cao thủ ăn nước nè, hai cao thủ gặp nhau thử ra sao. Nghĩ ăn nước đây là 50-50. Quan trọng là hai anh quay nè. Đúng rồi. Nên nhớ là cái đây trước. Đó đây mày ơi. Cái đây ăn. Không, bây giờ Vũ cứ không cần bao ô nào cũng được. Ông tin tưởng tôi không? Có. Bây giờ tới em chứ. À trước. Anh trước. Làm trước Vũ. Vô tiền được ấy. Vô tô cháo cho qua được ấy. Tô cháo. Hai sĩ. Chưa. Làm. Đây đâu? Ở đây đừng có chọn ở đây nha. Y bài. Vô. Let's go. Hôm nay cho cái điểm điện thoại khác nha bạn. Điểm cây dưa. Hơi quá. Một tô luôn. Hai team. Mà sao hai team? Hai đâu mà hai mà ấy trước nhiều hơn sao? Đâu, 200 quá. Bên này nhiều hơn. Gầu quá coi. Ê, qua đây. 200 mà. Quay lại. Không, nghiêng hai team hơn. Mở ám mà. Quay lại. Trăm ca dành cho này. Trời ơi, Vũ quay cái tay lại cho Vũ. Có cho giúp không? Phải sao con cái kia chỉ khó nha. Số tài khoản nè. Anh có số tài khoản luôn. Có hả? Có số tài khoản hả? Thằng lớn nhất Việt Nam. Ta biết chuyện không? Thằng đầu Việt Nam hả? Với bạn. Ta biết chuyện gì không? Nên chuyển cho anh Hải quen đây chứ anh Hải bây giờ bạn ảnh có cái lương gì mà nó lá nữa nè. Rồi, lương TikTok của anh. 100k dành cho anh Hải đậu nha. Thôi để tôi lấy lại cái tà chứ sao mà. Tà đấy. Bẹp chứ. Bẹp luôn không? Rồi bẹp cho chứ. Bẹp một chia chứ. Ừ. Ừ. Tôi mà nước cháo vô vào khẩu luôn vậy không? Rồi để chúng nó tôi quay tôi kiểm tra lại đó. Không à, chắc hệ đó không á, chắc cái mèo dĩa đó không. Ồ, có bé nào vậy không? Ngon chưa? Ngon á anh. Lúc nào vẫn còn ngon. Làm đây chấm mắm nhĩ là y bài rồi mà. Em nói anh chứ bây giờ cứ vô cái đài vô cái chén thôi chưa? Không nói lỡ tiền canh cái tờ hai đêm á. Lỡ nó qua cái tô ra. Qua tô lụm luôn cái tô. Lụm luôn tô phải không? Không sao hết. Anh hai cũng chấp nhận cái tô luôn ta. Em sợ cái tô. Em quay cái tâm trạng em quay. Cho hai vô, muốn anh em rằng cái tô đâu. Hả? Không được đâu, chứ làm được. Phi tôi dễ gì. Vô coi miệng còn đang ăn rồi vô nữa. Bây giờ là tới anh phải không? Đúng rồi. 1.200.000. Bây giờ em hỏi thiệt, anh thích tiền không? Thích chết. Chứ là thích là em mới làm cho anh, em cũng thích tiền mà. Làm cho đây. Dễ gì không? Đừng có nói vô dễ ăn. Cháo. Chân cháo. Bởi vì sao? Không? Áp lực cho Vũ mập rồi. Áp lực qua đây. Đây Vũ. Coi Vũ. Đây. Quá. Chân cháo đi. Được. Ôi, ha, đẹp. Im cái việc của em mà thôi. Giờ nói vậy chứ chắc anh biết cũng đói bụng lắm nhưng mà
Thôi cứ em cứ làm cái việc quay đi rồi có okay, gì chiều okay. Chiều anh đi mình tính sao. Không, không được nào. À, mà đây bên của Hồng Môn em với Vũ làm chút cứ thôi cứ non cứ vừa sức là mình dừng cũng được nha ông Toàn. Ok không? Anh hai chắc em cũng được 80% trên này. 40. Ờ. Anh nói mà bè câu khác. Em hỏi anh mà 80% mà anh kia 90% là sẽ hiển thưởng nắng. Nhưng mà làm sao mà cái kèo đó mình thua được. Lực chưa? Lúc đầu người ta nói là khổ trước sướng sau mà. Ừ. Em lỗi em ăn ngược này. Dạ suối. Bù đã. Thôi cái gì nước là thiên tưởng toàn đen rồi đấy. Không, ông ăn rồi ăn nhiều hơn đâu ăn. Hơn xem cho em nha. Thì giờ mẹ có ăn chỉnh nhà ta vô. Đâu. Mới hơn con dĩa mà. Cái tàn lại đó. Rồi giờ dẻo rồi. Em đảo tay phải em qua đi. Cái này dẻo không. Hồi hôm mới tập thì trước khi tập thể dục là dạy trước. Trong dạng cháo. Cháo quá ngon rồi nè. Làm chấm mắm dĩa với ớt. Hết đi nay. Ớt tím rồi không còn gì để nói. Nhanh mà gấp. Còn bắp nhanh nữa kìa. Con. Dẻo rồi con. Em tay em đi. Vũ thì khởi động cái tay lại đó. Tin tưởng Vũ chỗ nào à? Anh mà em nói anh Vũ mà vô cái đây là phi tuôn kìa. Ô tao. Hay thở. Bên bạn sửa khởi nang rồi này. Thấy chưa? 100k. Nó vô đó thì mình phải vô đây. Ê, vô đây. Vô đây không vô đây nè. Răng lên. Trời ơi, ráng gì mà ráng biết. Giết con. Rau. 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 Hai cái. Hai. Kêu giết. Anh em này đánh cấp ấy. Ngân hàng ACB. Giết đi khó nghe. Ăn hàng gì? ACB 200k dành cho ai tao nghe. 100k dành cho Vũ Mập nghe. Đang sợ nhai hoài á. Ra quá. Coi cho đây Vũ đi ngang nữa đó cái này. Ba đẹp. Rồi. 10 triệu đồng tiền. Ủa. Đó lực anh. À tính tôi. Tôi cậu. Để tao bây giờ anh đang thiệt giáo vô chứng đâu nghe. Ngày mai là lượm 2. Mặn nha. Thế là con cò anh không lấy hả? Lấy chứ. Ờ. Vô. Rau. Có. Cô! 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 Biểu đâu. Đàn trạm tướng anh đó bụng lấy sao mày. Ô em ăn cơm giùm trước đó giùm vô luôn á. Anh kia là 12 đi. Đây là xanh. Cô vô. Chú mập nè đỉnh cấp quay nhiều quá dữ nha. Em cái ngưỡng cửa mà hai sĩ với tôi đá nó hơi ghê quá nè. Sáng nút ghê quá. Sợi tơ kia đéo nghe nè. Sợi đi vào bây giờ phía kia đi. Anh hai trái đang cỡ 3 tô ớt với mấy mà. Thôi mà anh sợ hai tô em nấu nha. Ăn cơm nữa thôi nè. Dạ chứ mấy. Không ớt em mà. Gàng béo nha. Thôi cắt vô đây. Ồ. Thôi quẹt thỉ liền ha. Quẹt vô ngân hàng liền. Rồi ngân hàng giống kẹo cao su rồi. Cho xem không á. À với là Toàn bây giờ nó cho vô dĩa làm ở đây là được. Không. Đang mà vô vậy dĩa làm ra loại hè. Nem chục ra mình cứ. Cứ nem chục cũng được, nem chục hoài. Nem chục gỗ cốc còn đi là tới chiều luôn. Không, nem chục chơi chơi tới mai cũng được. Chết sao. Cần gì em hai nem. Em đổ tay lại bấm nút định vị lại cho. Đây bây giờ hỏi thiệt, em nói thiệt anh chứ giờ không biết sao hay xui. Thật sự luôn. Em nói anh chứ hay xui chứ không biết đường nào hết. Mù luôn á. Tự tin chứ. Không, chú Hải tự tin em nem tao nữa mà. Như tao luôn. Cháu huyết làm nha bạn. Tin nhìn hà tôi. Không. Cháu thì nó dễ mà khó cái làm á. Dài. Không mà vừa ăn làm vừa ăn cháu nó dễ hơn ăn làm không. Đúng không? Hai cái bào tử đây mới ngon đấy. Hồi nãy ăn kia thò vô cái tô chứ đừng có vô cái dĩa. Đúng rồi. Chú Hải nhai cái đấy làm cái bập vô cái răng nhất của ổng là mình ăn tháng luôn, mình tháng chát luôn. Đúng rồi. Ní cho anh Hà ní. Nghĩ sao? Dân tranh thiên họ mà để cho cửa đó. Không có khi nào anh Hà ăn trước còn không? Còn nhai cái này. Vô dĩa đó nữa à. Ôi trời ơi. Vũ, dân dân thiên hạ đi Vũ. Dân dân thiên hạ. Bây giờ mình anh xếp bên đây đi. Mời Vũ Mập quay trước Vũ Mập ơi. Vũ cái canh nữa dân này. Bên đây để vô Vũ Mập xài. Bây giờ có quay với hay xui với canh gì. Sao mà nó chạy qua bên đây ăn. Đừng hay xui bờ đâu chạy đâu được đâu. Rồi thấy chưa. Dân dân thiên hạ. Thấy chưa. Dân dân thiên hạ. Dân dân thiên hạ luôn. Sao mà dài mà đi vô kia dưới. Ủa chạy với dân dân thiên hạ chứ. Sao giờ tay em rung mất không. Qua phía đây à, trời ơi chết chết. Tăng. Thơm quýu quá thầy. Áp lực. Quýu quá mà. Ủa sao chia qua bên phi tôi chưa vậy? Không, về phi đó. Không, mở từ. Mắc con thủy tôi. Trong phi thôi. Mắc con thủy. Đi qua đây. Tao con thủy rồi. Vàng vô. Lại. Nó chi à bên thủy tôi. Qua đây chứ ai phía qua đây đâu. Nó chi là bên thủy ra. Qua cái mũi tên cho nó qua bên đây. Áp lực quá. Lẳng luôn à. Đây. Lẳng đâu mà lẳng. Trời ơi, tao quơ đừng có. Ai? Ông Dạ. Dạ nhân thiên hạ. Dĩa đây.
còn lần sau là lần sau là đếm lên luôn, tôi cháu bự đếm luôn là vô tôi cháu này à, mà đem về đó đi. Có thịt, liệt, bây giờ có ăn làng mừng, có thịt cũng mừng nha. Rồi, okay. Bây giờ ăn làng sao rồi chúng nữa, chú ăn cháo nữa là thành cháo làng chứ. Hồ sơ nó hai đây, tốt với tao thì thôi kêu ăn làng. Bây giờ sẽ ăn tốt với tao. Hai tôi đang đây nút cộng. Anh đang ăn cái món làm sợi đu quê. Làm sợi đu quê mà. Thơm, thơm với cái gì? Hành tây. Bà nào bán dưa leo. Bà gà bán dưa leo. Ngon quá. Coi từ 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 thôi. Đừng mình ní cái chỗ đó ra nha. Ừ. Rồi anh bị vô cái răng răng nhất rồi. Răng nhất rồi. Hay quá. Quá quá. Cố gắng. Ấy mở thỉ đâu. Tài khoản lúc nào nó cũng mở lên mà sao xếp lại thế. Chết. Quên. Chị sao? Tài khoản nó... 2 xị luôn hả? Bao nhiêu? 2 xị. Hey, đủ vô phòng 2 ly 2 chưa? Chưa để kiếm thêm nữa. Không có đủ phòng 2 ly 1 chỉ 2 ly 4 bữa giờ Hải đứng đầu đâu. Bữa gan này. Cái gì mà chữ gì mà giờ Hải phát hiện. Ấn chưa này? Ấn rồi, thôi sao tiền? Tôi cháu nữa, nghỉ được chứ. Giờ em cũng ép anh. Thôi giờ anh cũng nói thiệt rồi. Trời ơi, có thấy cái thua, em quay vô, giờ mà anh cái thua này nữa ngay. Diễn. Em nó khô quá, giờ quay vô đó, em gái nữa rồi. Đâu, ấy từ từ. Để em rơi bút anh hai một cái tô nhú vậy, anh đang cho nó phỉ rồi, anh quay tiếp cho em. Thôi, mời trẻ quay. Cho tôi xe chứ. Không, được, để im. Sao cái đấu không, em vậy ta? Để im luôn. Cái định vị đây, định vị chiếu. Để giữa nó. Để vậy. Lắng qua nè. Đừng. Lắng gì vậy? Để mình để cái tim mà. Anh này phó. Không, Vũ biết không? Thằng Vũ nó để ní cái dĩa làng mà anh Trạm em muốn ai dĩa làng anh tới tao nào đâu. Quay. Ok. Anh hai nói chứ anh sợ anh bỏ chạy nha. Sao, có quay nữa không? À quay, em quay, Vũ quay. Vô đâu không? Anh Hải đang cần cháo á. Giá thằng Diến á. Thằng Diến á. Còn dĩa làng. Cánh bên đây nha anh em. Thâu dĩa làng rào anh hai ơi. Thâu tụi cháo luôn. Dĩa làng rào đây. Dĩa làng rào đây. Dĩa làng rào đây. Anh nói đâu? Dũng. Bên đây anh đang để nuôi sao dĩa làng kìa. Tại vì ông Trạm ưng cho anh hai xe vậy. Dũng. Mình Vũ mình vô xảy ra. Mới giỏi nha. Như còn nhỏ không? Buồn thiêu trời. Bao nhiêu còn nhỏ không? Gì vậy? Chọc. Ủa? Chạy á. Không, lúc đầu là khó khăn á. Lúc sau là nó hay lại. Mà yên tới đây, quay thoải mái quay ta nhiều cho anh. Còn quý đây mà có gì quá vô. Sao? Coi cái động lại chứ sao tê cứng ngắc ngơ vậy? Em cũng buồn mà hay xui chứ. Bây giờ đó nè, vô em ngày sau tỉnh. Ngân hàng ACB chúng tôi liên tục mở kho. Nữa bác sĩ không nè bốn triệu rưỡi đủ gần tiếng coi phèn 2 ly 1 rồi. Bây giờ em quay tay trái nha. Vậy quay tay trái là lấy 5 xị tiền thưởng nữa là dư luôn à. Bút mẫu hàng đó con. Anh nói em muốn ăn anh cũng không có chuyện dễ đơn giản mà quay thoải mái quay tới chiều cũng được. Ok quay hãy là quay tới chiều nhưng mà không có chú Hải ngồi đây ông đi về biển. Vô cái một tô cháo là nữa hạt dĩa làng nữa lớn này tôi còn sử dụng được. Đúng rồi, còn đen nãy giờ nghỉ 2-3 vàng phỉ à. Ba dặm tiếp không? Bên này Vũ đóng vạn sự khởi đông nan ta. Không sao nữa. Ba dặm ăn được tiếp. Bây giờ em dám hứa em dám nói anh nữa chứ giờ ráng chứ giờ sao anh? Dạ mà. Giờ bầm lao phải sao lao thôi chứ sao giờ. Đâu nãy anh lo ghê lắm rồi. Anh lo ghê lắm sao giờ anh vô lâm à? Sao giờ anh ủ rũ vậy? Ê con người cái lúc vui lúc buồn cái trời lúc nào cũng vui hết sao được. Nào rồi. Tao nhận làm vào là nó quay vừa quay đỉnh quá. Tao cũng ráng như sao đi. Đâu? Chú ơi. Không đâu. Chờ mấy anh quay nó cũng quá. Để dành cháo cho nãy nha. Chừng hết cháo mới công à. Thôi. Ai hỏi nè. Vô quay vô. Chơi nữa không? Chơi vô. Chơi cấm chạy làng nha. Rồi, ai chạy làng. Thôi, mập quay đi. Chết tao đem chục cái hạt cái giá mà đừng có chỉnh gì. Rồi. Bây giờ. Giá ông thằng kia cũng biết sao nữa.
100 vô ơi. Dễ đeo đi. Ô, dễ lại xíu được không? Có lúc vui, có lúc buồn. À, biết đâu à, chú cũng vui. Bây giờ là anh sao? Em đừng nãy mình buồn rồi, bây giờ mình sẽ vui. Vui. Không sao vậy ơi. Mình cũng mời vui. Em nói thiệt là anh muốn vui theo hình thức nào? Thì à. Vui vô theo hình thức này. Nem mừng 20 á. Vậy làm đâu? Vui cái đấy không? Ok. Vậy làm được rồi. Ráng vô anh em ơi. Thôi, vậy làm rồi. Vậy làm rồi. Sao lạ ta? Sao kỳ vậy? Hôm nay nó ăn hoài, nó ăn nhiều hơn người thi luôn. Quay dữ dữ trời. Nha. Em cũng chịu. Không. Mình mời anh em nha. Làm sao thôi. Mình mời anh em mà. Từ từ. Mình mà không thấy. Thôi anh hai thiệt á. Vậy làm coi đấy. Hơi bị dai nha các bạn. Anh đâu có chịu nổi thiệt chứ. Rồi. Anh em anh quá sức rồi. Đen là em vô tư. Anh hai vừa qua đường anh hai. Hên xui. Đó, nhân viên phục vụ kỹ không? Đồng cam cầm khổ luôn anh. Nhà lòng xíu đi tụi ăn mình. Rau. Cứ từ từ mà ăn. Mình ăn từ từ ăn xem mình ăn đâu được không? Cậu giờ. Có khi nào mà sáng tôi đi chợ 300 ngàn này kia nổ với một son cháo bự hai thằng ăn lụm mấy ông đàn. Ông thấy. Lụm hai tao rồi. Đâu có anh gọn quốc rồi mà. Có bò đi mình web chưa có. Ừ, ăn mấy cái tím à. Thơm. Mấy quầy chỗ khác bóc cục ra không? Không. Tôi nghĩ là bạn toàn tôi chắc dĩa ở đây có một toàn cỡ một dĩa nữa là nó thua. Anh hai ráng vượt qua cái nắc này rồi. Là nó sẽ anh làm thêm hai dĩa nữa. Tôi nhai lâu với bây giờ ba dĩa tôi ăn cũng hết. Hù quá anh hai. Hù quá, hù quá. Nhưng mà đừng có giả. Nhưng mà đừng nhưng mà dĩa đây đó với anh em xin nhai đâu, em đừng an tâm đi. Nhưng mà ăn đừng có ăn tới xế rồi sáng. Thiệt tình nghĩ đi chứ đừng có ráng em mày lắm. Cha xanh bị đi ra giờ mới thấy ăn lèo nhiều cỡ đây. Ừ. Ồ Dũng. Quá đỉnh. Mình đào hàng này là an toàn nó thấy nghe. Dạ. Thì thấu thua chứ bây giờ mà em vô cái tay nghề em yếu chứ còn anh ăn thì khỏi nó. Bả quay hơn xui nó vậy chứ nhiều hồng muốn. Tiền nó còn mỉ quá, chưa đủ chia. Bao nhiêu đâu được nhiêu. Em rử rồi, giờ chẻn tiền đâu. Lấy hai tem nữa lụm nem rem kia đúng cho dai chứ người em xịt. Điều toàn tiền toàn Vũ rồi. Tao em thấy chịu luôn phải không? Chưa không? Nhớ quá em quyết định đi vô ơi. Anh hai, anh chị năng lượng cho em chút anh hai. Wow. Anh ơi, mình nghĩ anh hai cỡ một tô nữa anh rụng rồi chứ không gì nữa. Anh hai, em nói trước nè, chơi không được chạy làng nha. Nếu ăn không được phải ăn được 50% chứ không chơi liều mạng nha. Chơi đẹp mà. Đâu, mới. Anh tôi chơi liều luôn. Thôi em đấu tiếp tay tái lên. Phan, dòng này tôi muốn hai người chơi đây quay cho nó. Không, sao phải đúng lực chứ. Lực đâu lực mình thấy không? Không, thấy con Vũ đang sợ mà. Không, bây giờ đấu lên. Bây giờ mình hay nè. Đấu là mình xui sao? Đấu mình xui sao? 200. 200. 200. Đâu? Mít khi mà. 200 mình đâu? Vậy vô. 200 đi. 500 cũng được vô. 200 về cho anh Hải mà. 200 nha bạn. Tôi cháu. Bây giờ mình hết đâu, mình hết ăn rồi, hết ăn rồi. Hết ăn rồi. Bình thường vô ư? Không có gì vậy. Cháu đứng chờ từ chỗ luôn được. Đây. Lượm lui. Ngân hàng mở chưa? Ngân hàng mở chưa? Mở rồi, chị con. 10. 2 xỉ cho nãy trọng nha. Quá đỉnh. Đó, tay đây. Đó, tay đây. Chơi luôn. Ừ. À, mình bây giờ không ăn đâu. Một chén cháo cũng chưa sao. Yên tâm đi ông Toàn ơi. Vô cái tô nữa mới tin. Một tô nữa chắc toàn tiêu ấy. Mày giỡn nào. Chú Hải vô cái tô nữa mới tin. Anh Hải, anh Hải là mấy tô nữa? Bây giờ là Toàn đang thua, anh Hải là một tô nè. Hai dĩa nè. Một tô hai dĩa hả? Dữ vậy. Có mình hai. Một tô hai dĩa. Ừ. Đó, Toàn đang cái gì nước rồi, Toàn đang làm nhanh lắm, điều cái làm nó dai đâu giống gì đâu. Rồi, quỳ tiết. Bây giờ Toàn là vô một tô một dĩa nó là ok chứ anh hai. Không. Rồi, mới. Hồi nãy chú Hải kêu là còn ăn được một tô cháo bự đây nữa là bây giờ. Rồi, bỏ chén lên Toàn. Chú Hải vô mới tiên. Không có vô tô. Không, để múc chứ. Không, bây giờ chơi cái chén không luôn đi. Vô đây là không chén luôn. Rồi, quá được. Ừ. Được. Vậy luôn hả? Vô. Ừ, ngồi. Vô. Vô quay đây. Vô em. Quay có nửa vậy mà không được đây vô. Sao được, sao mà được. Sao mà được, sao mà được. Sao mà đỡ được. Hai, 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 h
hai xì hai sao mày đỡ được quá định quá định đỡ được sao mà đỡ được tiếp tục thôi bây giờ em quyết định luôn ha thôi có biến không có biến nào hai xì chứ sao mà hai xì luôn phan tư ấy này thấy trên giữa không á cầm tay đó là có cái gì nãy luôn trên giữa mang mày không cầm biến luôn đứa coi không cầm tay đi để luôn từ từ để tôi mình đến đây tôi coi cho nó công bằng không quay lại đi 50 chính xác 50 50 không phải là tôi không phải tôi gian đâu mà không nó mạnh quá nó mạnh không phải tôi gian nhưng mà đúng là nó quay mà trở lại á rồi vô lại nha con không hai giữ làm hai xì sao bây giờ sao hai xì bây giờ sao hai xì bây giờ sao 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 đỡ quá nghe không toàn mở cửa chứ có khi là tao muốn vô rồi hết sĩ đây có khi là tổng kho sạc đi vào vô luôn vô sạc đi để thấy không chờ nữa hai dừng chờ nữa hai dừng chờ tiền hết sĩ hả vô mà anh mày đi tao tôi ừ tôi thì tao tôi toàn nghe hai vấn chưa xem hả vô mạnh nha chờ nữa không không chờ nữa ừ cái hỏa thử chứ là không chờ rồi ép tôi ép giỡn giỡn rồi mạnh nha mình chứ sao mau mình chứ sao mình còn chưa mình chứ sao mình vô Đừng mạnh dễ gì hai sĩ ném chục tao ném chục ném chục ném chục ném chục ném chục ném chục là sao hả ném chục chứ sao quay nữa hả nghe mọi người ủa cái này bây giờ mình trao thêm chiếc quay hoài ăn tiền mấy cái ngàn mọi người chứ mở cửa lượm chặt khô máu luôn đây là sao quay đi sao quay lại mày lắng không mày lắng không lắm bị rồi quay đâu vậy qua cái chỗ này mới dính nè qua chỗ này mới dính tao cháo đó ném chục hay quá anh lưới em yêu ơi tiêu hay quá chồng ơi ngân hàng mở cửa tôi trả lòng tôi trả chia leo sao thứ ba rồi anh bán mấy gì á anh hết rồi ba dĩa luôn anh cũng ba dĩa còn anh nghĩ là bây giờ anh 50 anh nghĩ cũng được toàn anh 50 là dĩa đầu tiền dĩa đây nha là toàn ba dĩa toàn anh ba dĩa 50 là nghĩ được anh cho phép nghĩ mà toàn luôn cho toàn mấy chén cháo hai chén đây hai chén à ba chén chén ăn má ăn rồi ba chén toàn ba chén cháo anh hơn một tô cháo anh hơn nô ô có gì đâu làm thì ngang ủa mà sao mang lâu nghĩ vậy quả tiền còn để biết không mà con này chờ lâu với ta chờ lâu quá chờ lâu vậy xem đeo được à đeo được đeo được à con để tôi đi rút tiền tao làm cho ai mà dọn gì dọn cái bàn để tôi dọn á anh hơn mất con tô cháo rồi chứ đâu cho em người ta hơn mình chán cháo đấy cái tài khoản anh còn in mở được bao nhiêu nhận anh hai mới nghề mà 24 ủa tại ngân hàng là full option luôn hả à, sạch bao nhiêu tiền chỉ vô nó cũng nhận hả các kiểu bao nhiêu tiền chỉ vô nhận á bây ai ngoài trước à vũ mình con đi vũ mình đây mình nè quyết định vô ơi quyết định nha dĩa lòng hai xì từ hai xì gõ gàng
2 sợi. Quá rõ ràng. Nó qua cái bao 4 phần. Tôi thấy hơi mờ ám á. Mờ ám gì? Mờ ám. Rồi, anh hai. 200 ngàn cho vũ toàn nghe bạn. Đâu? Cố lên. Cố lên. Tiền. 50k. Nghe hành phải chưa? Mời. Còn mở cái hàng chưa? Rồi. Nào, anh gió quay. Mời gió. Quẹo cái này trước đây. Quẹo. Thâu. Miễn là xem không? Tiền. Tiền. 50k cho nè. Mở ngân hàng rồi. Vô vậy thôi. Leo. Vậy thôi. Vậy thôi. 50k. Hay quá. Leo trên hồ đâu. 50k. Hay đó. Leo trên hồ đâu. 50k. Rồi. Nói chung là ngân hàng tôi gần đóng băng rồi nha. Quay vô. Đóng băng hả? Vô đi, vô đi. Vô. Ê, vô quay mà. Ai biết được chửi vô dùng cháu vậy thì sao? Chửi vô cháu luôn sao? Quay mạnh ngang. Quay mạnh chưa? Mạnh ngang. Mạnh vô cháu rồi vô ơi. Ní đi này, ní đi. À, tiền kìa. 100k. 100k. Còn phòng em. Còn phòng không? Còn phòng không? Tao lên bây giờ nha. Ngân hàng nãy sao? Trời đạo. Làm nem mơ không? Tôi ơi, không, bây giờ có mình làm nem mơ không? Được. Thôi để tôi làm nem mơ. Không, để Toàn chứ. Mình chờ phải. Còn nem mơ lại em á. Bây mình nem mơ rồi, cháu nem mơ làm cho. Rồi, ok, mời. Đẹp trai. Đẹp trai luôn. Còn đang ăn gì đâu? Ủa, để đụng lá muối. Đâu ăn gì đâu? Mình lấy thắng hả? Ờ, thắng rồi. Thắng hả? Thắng rồi. Đây. Chỗ trước sướng sau. Thôi mấy anh em ơi, hôm nay là đội anh Hải và Trạm Trần Thiên Thắng, đội Toàn và Vũ dừng cuộc chơi tại vị trí này. Anh được 50% nha, còn lại Vũ. Thôi chào anh em có bao nhiêu nha. Chào anh nha. Chào đi nha. Tiền chứ. Tiền. Đâu đủ đâu. 100 ăn nghe chưa. Rào đâu mày ấy là tiền kia. Đây gỡ đây nè. Ê anh em ơi, phần thưởng tiếp tục 500k dành cho đội cuối cùng đó là anh Hải và Trọng Văn. Dạ. Alo, anh em ơi, tối nay nhớ ghé vòng 22, 7 giờ gặp anh Hải và Trọng Gió nha các bạn ơi. Chào anh em.